Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Thực sự là hôm nay em rất là buồn quý vị ạ. Đúng cái ngày diễn ra cái phiên tòa sơ thẩm cách đây một tháng, thì đúng ngày hôm nay thì kênh của em đã bị bọn chúng tấn công quý vị ạ. Từ sáng là em không đăng clip được. Và hồi nãy thì em mới đăng một clip thì đã bị tắt tính năng kiếm tiền rồi quý vị ạ. Thực sự là rất là buồn, bởi vì bọn chúng đã tấn công vào bọn em là cấm chúng em đăng clip. Quý vị có thể thấy là từ sáng đến chiều em không có ra được một clip nào hết, bởi vì bọn chúng đã có thể nói là báo cáo liên tục và ngăn chặn những cái thông tin mà em chia sẻ. Thì hôm nay luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã chia sẻ một cái phóng sự của cái VTV của VTV Chuyển động 24 giờ đấy, thì đã nói lên cái hành động của Trang Thái. Thì đây là một cái dấu hiệu cho sự quyết liệt và mạnh mẽ của các luật sư Chúng ta có thể thấy rằng là đúng vào ngày hôm nay là ngày tròn một tháng diễn ra cái phiên tòa sơ thẩm là ngày 21 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 8 thì đã có cái thông tin từ luật sư rồi. Thì chúng ta có thể nói là cái sự lên án mạnh mẽ của các luật sư thì nó sẽ giúp chúng ta thấy rằng là cái vụ án này không thể nào bị chìm được. Và những cái thông tin mới nhất về vụ án này hiện tại thì cũng chưa được công bố. Quý vị có thể thấy rằng là từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8 thì chưa có bất cứ một hình ảnh mới nào được công khai. Không có bất cứ thông tin mới nào về việc thay đổi tội danh của Thái với Trang được tiết lộ tính đến thời điểm hiện nay. Vì sao? Có thể nói là vụ án này hiện tại thì vẫn đang được điều tra cũng như được giữ kín bí mật. Có thể nói là vì một cái lý do nào đó nên là không được tiết lộ. Nhưng phải nói rằng là cái sự kiên quyết của các luật sư hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng qua các bài báo, qua các những lời phỏng vấn, qua các phóng sự mới được cập nhật đây, thì luật sư vẫn lên án mạnh mẽ những hành động của Trang và Thái. Thì hy vọng rằng là cái thông tin đó thì sẽ giúp cho chúng ta có thể thấy rằng là các luật sư sẽ không bỏ cuộc. Và Trang với Thái hiện nay là vẫn đang dùng tất cả những cái chiêu gọi là mưu hèn kế bẩn nhất để có thể là cứu lấy bản thân mình. Và lời khai của Trang với Thái hiện tại đang nó là không giống với nhau. Trang thì khai là do Thái và Thái thì khai là do Trang. Và cái sự kiện mà chúng ta phải nói là quan tâm nhất chính là gia đình của Thái. Bởi vì gia đình của Thái là những người liên quan trực tiếp đến vụ án này. Em phải nói với tất cả quý vị rằng là em muốn nói rất nhiều clip mà đăng tải ngày hôm nay nhưng mà không thể đăng tải được. Rất nhiều clip đã bị đánh phá, bọn chúng đã báo cáo rất nhiều làm bọn em rất là hoang mang Thực sự là đến tối ngày hôm nay em mới đăng tải video được, thì thực sự là một rất là buồn. Bởi vì em không nghĩ rằng là gia đình bọn chúng có thể dùng tất cả những cái mưu hèn kế bẩn thỉu như vậy để tấn công những cái người như phóng viên, tác nghiệp như bọn em. Và đến buổi chiều ngày hôm nay thì những cái nguồn tin cập nhật về thì vô cùng là vui và có lợi cho chúng ta. Bởi vì hiện tại thì gia đình của bọn họ thì đã bất lực rồi và chắc chắn là sẽ phải chịu trận thôi. Lời khai của Trang thì cũng đã khai ra là có liên quan đến nhà nội của Vân An, có nghĩa là liên quan đến bố mẹ của Thái. Và Thái cũng không phải là liên quan đến, không phải là Thái là người gọi là không biết gì đâu quý vị. Trong những cái video trước đây thì em đã nói với tất cả mọi người rất là nhiều rồi, là Thái là người trực tiếp gây ra cái chết cho Vân An, cũng như là một người cha thì chắc chắn là phải biết được cái việc là con mình có bị bạo hành hay không, đúng không? Em đã chia sẻ rất nhiều video rồi. Và bố mẹ của Thái và chị của Thái cũng thường xuyên đến nhà Thái để chơi và thăm, và đã có những cái lời nói của Vân An ấy, đã mép những cái người này, có nghĩa là trẻ con ấy, thì thường thường khi mà bị tra tấn, bị hành hạ ấy, thì sẽ có nói lại với người lớn nhưng mà những cái sự thờ ơ của bố mẹ của Thái thì không bao giờ quan tâm lời nói của Vân An và còn ủng hộ cái việc làm của dì ghẻ với lại thằng Thái. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới biết được rằng là cái sự ác độc của nhà nội nó như thế nào. Bởi vì không phải chúng ta lên án ở đây là lên án nguyên thằng Thái không, mà cả gia đình nhà nó. Bởi vì mẹ nó, bố nó biết cái vấn đề này và chị cũng biết vấn đề này và đã bao che bằng hành động là thiêu xác, thì để có thể che giấu xóa dấu vết. Nhưng mà rất may mắn ở đâu là những cái camera vẫn còn đó, bằng chứng vẫn còn đó, và những cái tập tin camera nó còn rất nhiều, và cái giám định thương tích thì vẫn có thể giám định được. Nên là em nói với tất cả quý vị rằng là không thể nào mà trốn được tội đâu quý vị, không trốn được tội đâu. Và gia đình của chúng thì chắc chắn là cũng sẽ phải gọi là chịu sự trừng trị của pháp luật. Và tất cả chúng ta hiện nay đang trông chờ một cái thông tin cuối cùng, đó chính là cái giám định thương tích trước ngày 2 tháng 12. Và Thái thì sẽ phải chịu xử lý trước pháp luật. Một cái nguồn tin cập nhật về nữa là Thái thì bây giờ nói chung là gia đình của nó thì đang gọi là không biết, nghĩa là không biết tính toán làm sao quý vị. Bởi vì là bây giờ thông tin từ luật sư vẫn chưa tiết lộ đâu, thì nhà chị Hạnh sẽ nắm được Nhưng mà gia đình nó là muốn gọi là thuê những cái người điệp viên ấy, 24/24 ở nhà chị Hạnh, để khi những cái nguồn tin mà cập nhật về hay những cái nguồn tin mà gọi là báo về thì gia đình của họ sẽ có những cái biến động, ví dụ như là hãy đi ra ngoài này, hay là đi gặp các anh em bà con bạn bè gì đó để có thể nói là chuẩn bị những cái công việc sắp tới đây. Và hôm nay là ngày 21 tháng 8 rồi thì chưa có những cái chuyển biến nào mới, thì gia đình của bọn họ có nghĩa là đang toan tính quý vị nhá. Bố của Thái thì cũng có thể nói là chưa phải là cái người sắp xếp trong cái vụ án này, mà phải là gọi là chị của Thái đó. Chị của Thái thì là cái người làm bên bảo hiểm, cũng như là sẽ hiểu biết về luật, cũng như là có tiền. Thì trong cái vụ án này thì chị của Thái đã đứng ra thuê đến 2-3 luật sư để giúp thằng em của mình có thể thoát tội.
Và đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là các luật sư đó thì cũng không thể nào mà giúp đỡ được họ đâu. Bởi vì là cái vụ án này nó đứng ở cái tòa án lương tâm. Ở đây là họ còn có tài có đức nữa. Không phải là họ cứ dùng tiền thì có thể là mua chuột qua tre được hết quý vị ạ. Nên là mọi người yên tâm nhé. Còn gia đình nhà con Trang, bây giờ dù có ra Hà Nội hay là cầu cứu bất cứ ai đi chăng nữa thì họ vẫn vậy thôi quý vị. Không thể nào mà che lại được cái tội của mình. Gia đình của Thái và Trang bây giờ thì hầu như là đã gọi là chịu trận rồi. Tất cả thì bây giờ phải chờ cái thông tin từ luật sư, từ tòa án thôi. Em cũng nghe đâu thông tin là bố thằng Thái thì cũng đã gọi là xỉu lên xỉu xuống mấy lần. Bởi vì tất cả những cái gì mà gia đình nó gây dựng lên thì chắc chắn là sẽ tiêu tan trong đời của nó thôi. Và thằng Thái bây giờ thì nó vẫn gọi là vẫn có cái sự thoát chết của nó quý vị ạ. Vì sao? Em nói tất cả quý vị các bạn rồi là có thông tin thay đổi tội danh rồi. Nhưng mà chưa biết ở đây là cái tội là đồng phạm giết người hay là chỉ là ở cái mức là cố ý gây thương tích. Đây là một cái câu chuyện mà em đã nhắc ở rất nhiều video mà em vẫn phải nhắc lại. Bởi vì là trong cái vụ án này nếu như mà không có thay đổi tội danh ấy, không có thay đổi sang cái mức đồng phạm giết người hay là chủ mưu ấy, thì Thái nó rất khó để có thể tử hình hoặc là chung thân. Bởi vì là cái mức những cái tội khác chỉ gọi là cái mức cố ý thương tích hay là những tội khác thì nó chỉ tù vài năm thôi. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Nhưng mà em nói tất cả quý vị rồi là hôm nay luật sư Nguyễn Anh Thơm đã công bố một cái thông tin là được có những cái phóng sự trên VTV, thì chắc chắn đây cái vụ án này nó không thể nào chìm xuồng được quý vị. Nó sẽ là một cái vụ án điểm. Đặc biệt nhất thì những cái bằng chứng chúng ta đã có rồi. Ở nhiều quý vị khán giả có gọi cho em và nói rằng là tại sao bằng chứng là hơn 200 gần 300 clip ha và được trích xuất ra trong camera thì đó là những cái bằng chứng thiết thực nhất, mà tại sao Thái vẫn không bị xử, cũng như là lời khai của Trang như thế nào. Thì em nói với tất cả quý vị nhé, lời khai, những cái bằng chứng có thật nó vẫn còn phụ thuộc vào những lời khai của bọn chúng nữa. Thái với Trang là những lời khai quanh co chối tội, và Thái cũng có khai rằng là trước ngày 2 tháng 12 đó thì cũng có hành hạ tra tấn, nhưng mà ở đây là cái mức là không biết đó. Còn Trang thì lại nói là thằng Thái ở đây là biết tất cả mọi thứ. Lời khai của Trang và Thái nó không có giống với nhau. Mà chúng ta đã biết rằng là cái việc trả hồ sơ điều tra bổ sung ấy thì nó lại phụ thuộc vào trước ngày 2 tháng 12. Có nghĩa là trước cái ngày đó ấy, thì Vân An bị đánh đập ở đâu ha, có bị gọi là tra tấn bạo hành đến mức độ là có những cái vết thương là liên quan đến cái chết ngày 22 tháng 12 hay không. Có nghĩa là yếu tố cộng dồn quý vị. Nhưng mà Thái thì nó lại khai rằng là nó không có biết cái vấn đề đó. Nó chỉ nói là nó chỉ gọi là có chứng kiến nhưng mà không được đánh Vân An. Nhưng mà trong camera thì nó lại ghi như vậy, nó lại quay lại được cảnh như vậy. Nên là bọn chúng gọi là quanh co chối tội, nhưng mà kết thúc lại thì vẫn phải nhận quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái bằng chứng đã có sẵn rồi, làm sao mà chối được. Đó, làm sao mà chối tội được. Em nói với tất cả quý vị nhá, dù con Trang với thằng Thái nó có chối quanh co như thế nào đó thì cái tội nó cũng vẫn phải nhận. Bởi vì là bằng chứng đã có sẵn rồi. Tất cả bây giờ thì vẫn gọi là chờ cái mức án là tuyên án của tòa thôi. Cũng như các luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư Ngọc Nữ, mà chúng ta cảm thấy là lạ nhá, là tại sao trong cái phiên tòa này có 4 luật sư đứng ra đòi bảo vệ công lý cho Vân An thì chỉ có một luật sư lên tiếng thôi. Luật sư Ngọc Nữ cũng thấy im luôn, rồi luật sư Phạm Công Hùng thấy im luôn, một luật sư nữa cũng im luôn. Có một luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ một cái bài viết là về cái vấn đề đây là phóng sự 24 giờ của VTV, thì em cũng cảm thấy là có một cái gì đó ha, nó cũng có một cái gì đó cảm thấy chúng ta có thể lo lắng. Bởi vì là sau một tháng thì hiện nay vẫn chưa có thông tin gì. Các luật sư thì cũng có thể nói là lên án để bảo vệ hành động, bảo vệ miễn phí cho Vân An. Và hiện nay thì vẫn không có thông tin nào mới. Em cũng cảm thấy rất là lo lắng. Khi mà em đi đâu đó để quay tất cả mọi người xem ấy, những cái thông tin mới ấy, thì em chỉ trông mong làm sao mà các luật sư lên tiếng thôi. Bởi vì luật sư lên tiếng là những người cuối cùng và những người có thể nói là có tiếng nói và có những cái vấn đề hỗ trợ về pháp lý cho gia đình của Vân An, với lại cho vấn đề ở bên phía của chị Hạnh ấy. Thì chị Hạnh cũng không có lên tiếng. Em cũng cảm thấy là một tháng nay gia đình của chị Hạnh không có một cái thông tin nào từ bác Nguyễn Thanh Loan hay là bác Vinh. Không có lên tiếng, không có thông tin nào là quý vị yên tâm nhé, vụ án này vẫn đang được điều tra hay là thay đổi tội danh. Em cảm thấy một cái điều gì đó nó rất là lạ, là tại sao những người trong gia đình không lên tiếng, mà trong lúc đầu tiên ấy thì gia đình lại rất hay lên tiếng để trả lời về cái phỏng vấn, là thông tin cho mọi người biết về cái vấn đề ở đây là có tin mới. Thì hiện nay thì sau một tháng thì lại có một cái gì đó nó im ắng lạ thường. Nó giống như có một sự sắp xếp nào đó từ gia đình, hay là có một cái gì đó thống nhất từ gia đình hay không, liên quan đến cái việc là chị Hạnh đó là không được công khai hình ảnh của Vân An, rồi là không được chia sẻ những hình ảnh đau đớn của con, mà hãy chia sẻ những hình ảnh đẹp và không muốn cho em Lâm An ấy, là em của Vân An ấy, thì nhìn thấy hình ảnh vì chị của mình, hay là gia đình rất đau xót. Đó thì sau chuỗi lại tất cả những sự việc đó thì em lại cảm thấy có một cái điều gì đó mà chúng ta đáng phải lo lắng và quan ngại. Bởi vì sao? Bởi vì không có luật sư lên tiếng thì phải có người thân lên tiếng, mà không có mẹ của Vân An lên tiếng thì phải có bác của Vân An lên tiếng. Ở đây lên tiếng để làm gì? Lên tiếng để lấy lại cái công bằng cho con, cho cháu của mình, và sẽ là một cái gì đó để làm một chỗ dựa cho tất cả những người gọi là cả nước hiện tại hàng triệu dân đang hướng về, và là một cái gì đó về tinh thần để cho mọi người thấy rằng là cái sự quyết liệt của gia đình. Nhưng mà dường như
là sau một tháng em không cảm thấy cái điều đó, nên là em cảm thấy hơi lo lắng quý vị nhá. Nhưng mà không sao, em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái nguồn tin từ Vũng Tàu trở về để xem gia đình của Vân An cũng như bác ruột đang làm gì và họ đang có những cái suy nghĩ gì, để cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn trong những cái video ngày hôm sau quý vị nhá. Bởi vì hiện nay thì kênh của em đang bị tấn công, thực sự rất là buồn, em không có chia sẻ video được, thì đây là một cái sự gọi là rất là đau đối với em, bởi vì em có rất nhiều những cái vấn đề muốn nói ở đây, nhưng mà họ đã ngăn cản bằng cách là báo cáo video của em, làm cho em đăng video không được, chia sẻ video không được, nên là em rất là buồn vì điều này. Rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ em bằng cách là bấm like video và comment những lời nói tích cực để động viên ủng hộ em, để em có động lực ra thêm nhiều video mới. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù cho bọn chúng có tấn công như thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì em nếu mà bỏ cuộc thì quý vị biết là hàng ngàn, hàng triệu người sẽ như thế nào, và ai sẽ lấy lại tiếng nói cho gia đình của Vân An, ai sẽ giúp những người yếu thế đây. Nên là bây giờ dù là trời nắng chang chang như thế này, buổi chiều quý vị nhá, đó em vẫn ra ngoài khu công viên này để có thể làm một clip gửi đến cho tất cả quý vị. Dù là kênh của em đang bị tấn công quý vị nhá, đã bị vàng rồi, không có đăng clip được ha, đang bị tấn công, nhưng em sẽ cố gắng, dù cho không kiếm được tiền em vẫn đăng clip. Em nói với quý vị ạ, thực sự là rất là buồn hôm nay á, khi em đăng clip mà đăng không được. Có bọn chúng, bọn xấu đã báo cáo rất là nhiều, em nhận rất nhiều thông báo là có người báo cáo video về Vân An, nên là em không đăng clip được. Thực sự là rất là buồn quý vị nhá, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ em ạ. Rồi video này thì em sẽ xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người nhá. Hẹn mọi người ở những cái video ngày mai ha. Bây giờ thì em sẽ xin phép dừng video ở đây. Chào mọi người nhá.